Có nhiều người nói rằng là khi mà họ quen một ai đó, hoặc là khi họ muốn xử lý một cái mối quan hệ tình cảm nào đó, họ không có thích nhắn tin, gọi điện, hẹn nhau ra gặp trực tiếp nói chuyện với nhau. Vì sao ngày để ấy em chọn cái cách nhắn tin qua lại, từ cái lúc mà mình tỏ tình cho đến lúc mình chia tay luôn? Tính em là cái tay nhanh hơn cái não á chị. Là em không có suy nghĩ được cái cảnh là mình sẽ hẹn nhau ra nói chuyện hay là gọi điện với nhau. Em nhắn tin, em nhắn một đoạn dài luôn. Mà bạn đó gọi thì em tắt máy, bạn đó gọi thì em tắt máy. Tại vì em không muốn nghe. Bạn đó cứ nhắn tin xin lỗi em, vừa đẩy rồi vừa níu á chị. Đó, nên xong rồi cái khúc sau các em thấy nó không được rồi, thôi em muốn dứt luôn, là em nhắn tin dứt khoát luôn á. Vậy thì sau cuộc tình đã đến thời điểm này, mình có thêm những cuộc tình mới không? Dạ không. Là bao nhiêu năm rồi? Ờ, tính từ hồi gần cuối năm lớp 11 đến giờ là chắc cũng 7 năm, 8 năm. 7 năm rồi. Mình chưa có thêm một mối quan hệ mới vì cái nỗi ám ảnh cũ. Kiểu thích xong cũng sợ chị. Kiểu mình thích trước á chị, nên là mình cũng không có biết được là tình cảm của người ta làm sao á. Xong rồi cũng sẽ lặp lại giống như cái chuyện này, nên là em không muốn quen. Bởi vì đơn giản là em chưa có rung động đậm sâu thôi. Khi chúng ta rung động đậm sâu, nếu như ngày xưa còn trẻ, vì tuổi trẻ mình mạnh dạn và vì nó là bạn của mình thì mình chia sẻ, còn bây giờ thì có thể là cái rung động đó nó chưa đủ nhiều để mình có thể bất chấp, mình bỏ hết mọi thứ để mà mình nói với người ta. Tuy nhiên với câu chuyện của em thì chị thấy nó thú vị ở một cái chỗ, đó là cái việc mà tự chúng ta thêu dệt nên một cái trải nghiệm tình cảm để rồi mình bị dính mắc trong cái màn thêu đó. Giống như là bạn tự bung tơ nhện ra rồi bạn nằm trong cái màn tơ đó luôn. Chứ thực ra thì bản chất câu chuyện nó cũng không đến mức như chúng ta nghĩ. Hậu quả của nó thì cũng chưa có gì là hậu quả. Sự tác động của nó cũng không phải là một cái sự tác động quá ghê gớm để nó tạo ra cho mình những cái tổn thương đủ để xa lầy trong đó. Mọi thứ đều là do mình hình dung ra, chứ còn bản chất câu chuyện thì chưa chắc nó đã là như vậy. Cũng gọi là mối tình đầu á, mình còn bỡ ngỡ á, xong rồi cái tự nhiên cái áp lực nó tới vậy chị, nên là làm mình hơi bị sợ từ cái khúc đó. Thực ra nếu như mà nói chính xác thì có vẻ như các bạn chưa kịp yêu nữa là đã chia tay. Đúng rồi. Tại cái khoảng thời gian mà em thích bạn đó là tới 6 tháng. Là nó rất là lâu chị. Thì kiểu mình đeo đuổi người ta, mà trong cái khoảng thời gian đó thì mình cũng đâu có được vui vẻ. Mình thích bạn đó, nhưng mà trong khoảng thời gian đó hai đứa vẫn đang mập mờ với nhau, nhắn tin qua lại hỏi thăm nhau vậy chị. Cứ lâu lâu các em nghe tin mọi người kêu là thằng đó nó xuống dưới lớp của nhỏ đó chơi được kìa, xong rồi hai đứa chở nhau đi học nữa. Em bị hụt hẫng luôn chị. Nếu mà ngay từ đầu mà cảm thấy mà không thích em hay là không gì á, thì trước đó là em có nói thẳng với bạn đó là em có thích bạn đó rồi, thì nói thẳng ra để cho em biết thì em không thích nữa, hay là em sẽ bớt cái chuyện mà nhắn tin quan tâm để mình hạn chế cảm xúc lại á. Nên là cứ mỗi lần mà em nghe cái chuyện đó xong cái là hụt hẫng, em khóc quá trời luôn. Xong rồi cứ mỗi lần vậy là bạn em sẽ xuống la hàng đó, mày không thích thì mày nói thẳng ra đi, chứ tại sao mà mày cứ kéo dài cái thời gian nó đang vậy. Thế bạn ấy phản ứng như thế nào với những lần bạn bè la mắng như thế? Nó nhắn tin xin lỗi em một cách hời, kiểu không biết hời hợt hay không, mà kiểu nhắn tin thì mai mốt ta sẽ không như vậy nữa, gì xin lỗi gì để làm mày buồn, thôi đừng buồn nữa nha, rồi mày muốn đi đâu không ta chở mày đi này kia. Đó, nó cứ vậy á chị. Xong cái làm mình bị rung động á, mình cứ kêu mình từ bỏ nhưng mà mình không từ bỏ được, cứ kéo dài tới 6 tháng. Đến lúc mà khoảng thời gian mà quen nhau á thì cảm xúc mình nó bị tụt dần á chị, là mình đợi quá lâu rồi mà đến lúc quen á, nhưng có được rồi thì mình hơi nản á. Không phải đâu, thực ra em cũng chưa bao giờ có, chỉ đơn thuần là bạn đó gọi là tập trung hơn vào cái mối quan hệ này. Chứ còn với cái cách vận hành mối quan hệ này thì cũng chưa phải là việc mà mình đang nuôi dưỡng một tình yêu. Mọi thứ nó đang rất là bàn bạc, nó đang rất là sương khói, nó đang rất là mơ hồ. Vậy thì sau 7 năm nữa thì cái kỷ niệm mà được coi như là em nhớ nhất, em ấn tượng nhiều nhất về cái cuộc tình này, nó còn động lại trong em đến thời điểm này là điều gì? Sau những chuyện đó thì em cũng không có nghĩ gì về nhiều về bạn đó. Khoảng thời gian là cắt đứt liên lạc với nhau á, là bạn đó lóc em. Em không hiểu tại sao mà cứ mỗi lần chia tay là mọi người lóc nhau. Cái bạn lóc tại em sao mà... chia tay mọi người phải ở lại với nhau? Bình thường thì em không có xóa tin nhắn hay là hủy kết bạn khi mà chấm dứt một mối quan hệ, nhưng mà tự nhiên cái em ấy đang nhắn tin chưa giải quyết xong lóc nhau. Có rất nhiều lý do để người ta chặn nhau, người ta block nhau sau khi mà người ta chia tay. Thì có một cái lý do đó là người ta không muốn nhìn lại những kỷ niệm cũ. Em thì em không thích cách đó. Em đã tự hỏi, ủa mắc chứng gì mọi người phải block nhau. Vậy thì khi mà em không block ai cả, em vẫn để nguyên mọi thứ, thì em có kèm theo một cái, dùng từ là một cái nớt đi ha, là coi lại tin nhắn không? Dạ có, kiểu giống như vô tình mà mọi người hỏi lại thì em vẫn coi lại tin nhắn. Xong rồi nhiều khi em cũng kéo lại mấy cái tin nhắn mà hồi đó kiểu hay quan tâm nhau á chị, coi em cũng thấy đó mình quen rồi đó cũng vui ha. Rồi tập tự nhiên cái tới khúc mà chia tay á kiểu đúng là đồ tồi, tại sao nó có đó lại làm như vậy với mình.
đó. Khoảng thời gian mà trước đó thì em không có đọc lại đâu, mà mới gần đây thì em mới đọc lại. Gần đây em lại đọc lại. Sau 7 năm em đào lại tin nhắn cũ để làm gì? Nó là những tin nhắn có sức hút như thế nào? Nó vui chị. Nó vui. Ví dụ đọc thử tin nhắn coi là nó em cỡ nào. Em chị coi. Đọc tin nhắn cho mọi người. Anh đi đâu rồi hu hu. Online mà không thèm rép được một lần. Đó nghĩa là cũng hờn trách nhau ghê lắm. Rồi bắt đầu sau đó là cả một tràng dài, chỉ có bả nhắn thôi, ông bên kia không nhắn cái gì luôn. Hiểu rồi anh, cái quy quy gì. Miệng thì nói thân này nọ, nhưng tâm không phải vậy, có muốn quay lại với AT thì nói đi chứ đừng có vậy. Nó bắt đầu ghen tuông, bắt đầu gọi là quy kết, quy chụp đồ nè. Anh không tốt đâu, nhưng mà anh để cái mặt cười ra nước mắt. Cái nết này là cái nết chia tay đúng nha. Anh không tốt đâu thì phải là cái mặt khóc chứ không phải là mặt cười ra nước mắt. Cái này là giống như muốn chia tay thiệt á chị. Cười ra nước mắt là theo kiểu là trời ơi, cái đứa ngốc là em chứ không phải là bạn ấy. Tao được thể hiện tao không tốt rồi mà còn đâm đầu vô quen, ngu ráng chịu đồ kiểu gì mà người. Em hãy kiếm một người tốt hơn anh, mở một cái miệng cười. Đó, kiểu anh bị ổi lắm rồi. Có gì nói thẳng chứ đừng có vậy. Rồi cái tin này mỗi ngày em mở ra em coi để em review lại cuộc tình của mình mỗi ngày vậy luôn á hả? Dạ không có mỗi ngày đâu chị, lâu lâu tự nhiên cái... Lâu là bao lâu? Đợt mà em coi gần đây nhất là em nhớ là bạn đó lóc em rồi, là lâu lắm rồi. Xong rồi tự nhiên cái bữa đó em đang lướt đi viết, tự nhiên thông báo tới chị. Cái em thấy bạn đó bấm like bài viết của em. Sao em kéo xuống, nó mất tiêu cái nút like đó. Có nghĩa là vừa bấm like xong giật mình tỉnh mộng. Là có nghĩa là chắc vô là xem tường của em. Đó thì em mới vô cái em bấm lại trang cá nhân vậy đó em coi. Thì vô cái tin nhắn cái em thấy ồ mình còn giữ tin nhắn đó, là sao các em kêu ra. Cái điều đặc biệt á mọi người là tôi đang đọc tin nhắn của một cô cậu lớp 11. Tự nhiên bữa nay tôi không biết câu chuyện này là nó buồn hay nó vui luôn á mọi người. Quý phụ huynh thân mến, quý anh chị trên 25 tuổi thân mến, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải học cái cách diễn đạt văn vẻ yêu đương của các cô cậu lớp 10 và 11 để chúng ta không cảm thấy bất ngờ vì đám trẻ. Sự ra vẻ của chúng ta không có bằng các bạn ấy đâu. Tha thiết xin em hãy để cho biên tập của chị được lấy những cái đoạn tin nhắn này để che cho em. Bây giờ nó thành chuyện hài luôn rồi đó mọi người. Thì em mới nói là cái câu chuyện của em nó buồn thì nó cũng không buồn mà nó vui nhiều hơn. Nên lâu lâu em mở ra em xem á, em kêu trời, vậy là mình hồi đó hả? Sao mà mình kiểu nhắn tin cái gì vậy? Em đọc lại em còn kiểu nhát hồi đó mà sao tự nhiên nhắn cái gì vậy trời? Xong rồi người ta nhắn con khúc mà mình nhắn chàng rồi chị. Có khi nào mình ngồi mình đọc lại cái mình tự xác định là cái nết này thì nó chia tay mình cũng đúng, có không em? Có. Thì thôi, đó là một sự phản tỉnh. Em bị cái là em nói nhiều á. Một cái sự phản tỉnh cũng tốt. Cái mà chị nhận ra trong cái cuộc trò chuyện của chị em mình nãy giờ á, cái điều mà chị quan ngại nó không nằm trên cuộc tình của em. Cái điều mà chị quan ngại nó nằm ở trong cái tự ý thức của em dành cho chính mình. Có vẻ như em đã có quá nhiều những cái sự bày vẽ ở bên trong nội tâm để rồi mình sợ cái này, mình sợ cái kia, mình cho rằng việc này nó là thế này, mình cho rằng việc kia nó là thế kia, và hầu như là em đều cảm thấy là cái sức tác động của mình đến mọi thứ nó lớn quá. Đôi khi điều đó nó làm cho mình... Em nhẹ nhàng đi. Mỗi người trên đời này họ tự sống cuộc đời của họ, chẳng vì ai mà họ chết mà cũng không do ai mà họ sống đâu. Yêu đi. Gì thì gì, mọi sự mà chúng ta trải qua nó đều để lại cho chúng ta bài học hết á. Cái bài học của em với cái trải nghiệm lần đó, mà bây giờ nhìn lại thì em thấy mình đã học được bài học gì? Nếu mà rút ra được bài học, chắc sau này em sẽ quan tâm nhiều đến bản thân hơn. Với lại em sẽ không có vì những cái chuyện tiêu cực đó, vì người đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, hay là không dám tiếp tục cái hành trình sau này mình với lại một người bạn đối phương tốt hơn khác đó. Thì chị hy vọng rằng là em sẽ có một cái sự thay đổi dành cho chính mình thôi. Chuyện qua thì qua rồi, vui thì cũng vui đó ha. Tưởng đâu chuyện buồn mọi người, bây giờ cuối cùng thành ra buồn cười rồi. Chỉ hy vọng rằng em sẽ cảm thấy là ok, mọi sự trên đời không phải do cái trách nhiệm của mình. Mình tích cực hơn, mình không cần phải sợ hãi điều gì cả. Nhưng mà chốt lại thì với cái trải nghiệm đó của em, thì em có muốn nhắn gửi gì với các bạn khác hoặc là những bạn học sinh hiện nay? Tại vì tình yêu tuổi teen hiện nay nó cũng thú vị lắm. Dạ em cũng không có gọi là văn vẽ hay lắm, nhưng mà em nghĩ là nếu mà các bạn đã xác định một mối quan hệ nào á thì nên tìm hiểu kỹ hơn, đừng có nên vội vàng quá. Với lại mình xác định được là đối phương với lại mình có thiệt sự là thích nhau nhiều đến mức mà quen nhau hay không á thì hãy tiến tới, chứ đừng có giống như em là cứ nửa vời mình lại bị tốn thời gian cho nhau quá nhiều. Hy vọng là các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn khi bước vào một cái mối quan hệ nào đó.
Cảm ơn em. Và với câu chuyện ngày hôm nay thì mình chỉ muốn lưu ý mọi người rằng cái người con trai và cái người con gái mà bạn đã nắm tay ở cái năm 15-16 tuổi á, gần như không phải là cái người bạn nắm tay sau này. Cho nên những cái tan vỡ ở tuổi học trò đó thì nó sẽ làm cho cái thời áo trắng của chúng ta thêm thi vị thôi. Và cuối cùng rồi thì dù yêu ở tuổi nào cũng hãy chính trực. Có thể bạn chính trực một cách trẻ con nhưng... Giới thiệu đôi nét về bản thân mình này, em tên gì? Hoàng Văn Phượng. Phượng hả? Phượng Công Phượng á hả? Dạ. À. Rồi. Phượng sinh năm mấy em? Sinh năm 1995 thì. Phượng 1995. Rồi, Phượng quê ở đâu, đang làm công việc gì? Em đang làm hiện tại xưởng sản xuất của em là đang làm quận 12. Là có xưởng sản xuất riêng hả? Dạ. À. Em sản xuất về bên ví da bò. Túi da bò hả? Dạ. Túi ví này. Ra thật không? Ra thật. Ra thật hả? Vậy thì mắc lắm đúng không? Dạ. Khoảng bao nhiêu tiền một cái? À, nếu mà bỏ sỉ và em đi số lượng đó thì nếu mà bỏ sỉ thì túi thì cái 200 mấy phần trăm. Còn ví thì cái 100 mấy. Dạ anh ơi, anh ngồi thẳng người lên cho nó đẹp hình nha. Dạ rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Em là quê ở đâu Phượng? À, quê ở Quảng Bình chị. Ừ. Quê Quảng Bình. Vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây từ hồi 12 tuổi. Ừ. Vào với ai, gia đình hả? Không, trước đây em 12 tuổi em đi vào đây em làm thuê. Sau này em làm, em học được nghề rồi sau này em tự mở xưởng ra. Mở xưởng được bao lâu rồi? Em mở xưởng 8 năm rồi. Ồ, giỏi quá vậy. Năm nay em mới 28 tuổi hả? À đó. Năm 95 đúng rồi, 27, 28 là mở được 8 năm rồi. Thu nhập bây giờ một tháng ổn không? Phượng thấy đeo đồng hồ vàng với thứ này là thất ổn đó đúng không? Dạ, thu nhập thì nói chung là ổn định. Ổn định khoảng bao nhiêu? Tháng thì tình trường có tháng thì 20-20. Ừ. Có nhà ở quận 12 chưa? Dạ chưa, chỉ đang cố gắng. Ừ. Tại vì làm cái nghề với da bò thì đầu cái vốn đầu tư nó cao. Ừ. Nên là đang để vốn để đầu tư những lô hàng lớn hơn. Ừ. Em có bao nhiêu nhân viên? Em thì hiện tại mà trong xưởng thì em 5-6 người ạ. Ừ. Tất cả hàng em nhận hàng số lượng thì em đưa hết cho gia công. Khoản ấy là em về em cho lính em cắt dập xong rồi em đưa cho gia công là may hàng cho em. Em có trực tiếp làm không? Dạ. Em có trực tiếp làm không? Dạ, em trực tiếp quản lý tất cả. Nhưng mà có trực tiếp làm tham gia vào các khâu không? Hay là có, bây giờ chỉ quản lý thôi? Em cũng trực tiếp tham gia vào các khâu. À. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em à? Điểm yếu của em thì em nói chung là... Trong này thấy ghi là hay bị nổi nóng khi mà căng thẳng này. Dạ. Nóng với ai? Nóng với nhân viên hả? Dạ, hay bị cáu nhân viên với là người kia. Nhiều khi là công việc đang căng thẳng kia là hay cáu. Đang căng thẳng mà ai chọc vào cáu hả? Dạ. Rồi. Điểm mạnh của em là gì? Hát hò gì được không? Văn nghệ gì được không? Dạ, hát hò được thì... Ừ, hát thử một đoạn xem nào. Hát thử chị nghe đoạn xem nào. Bài gì cũng được, bài tủ đi. Trường mấy mối tình rồi? Trong này chị có thấy ghi là đã từng kết hôn mà chưa đăng ký kết hôn này.
Tức là có làm đám cưới về sống chung với nhau. Dạ. Nhưng mà không có ra phường. Không có, chưa, kiểu tại vì bé đó chưa đủ tuổi. Trước đây là bé đó chưa đủ tuổi. Ừ, chưa đủ tuổi đâu, sống chung với người ta rồi người ta đi kiện đông rồi sao không? Không, hai gia đình đồng ý. Thì hai gia đình đồng ý nhưng mà bây giờ là về mặt pháp luật là em sai rồi đó. Dạ, hiện tại là em vẫn tru cấp cho con. Có con không? Có một bé, 4 tuổi. 4 tuổi rồi. Năm đó em bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Đó là em 22 tuổi. Em 22, còn bạn kia bao nhiêu? Bạn kia 17 tuổi. Ừ. Rồi bây giờ bạn đó mới có 21 tuổi thôi. À đâu, 22 rồi chứ. Rồi sao mà không, rồi được mấy năm, sống chung với nhau được mấy năm thì ly hôn? Được 2 năm nhỉ. Sao ly hôn? Ý là bạn nói em cũng biết lý do luôn, tại vì bé con đi về ngoại luôn, chứ em cũng về một tháng là đi lấy chồng luôn, chứ em cũng biết lý do tại sao luôn. Là bé con về ngoại rồi đi lấy chồng? Dạ. Là không cần em chu cấp gì hết? Có chứ, hiện tại là em vẫn chu cấp cho con em đi lấy chồng rồi, em vẫn chu cấp cho con em là một tháng là 4 triệu. Con trai hay con gái nhỉ? Con gái. Con gái hả? Dạ. Là đang ở ngoài quê luôn? Ở ngoài, nhà ngoại. Nhà ngoại quê ở đâu em? Ở Bắc Giang nhỉ. Nhà bạn nó lấy chồng rồi? Dạ. Rồi sau khi đi vô mối tình đó em có quen ai không? Sau đó em ở vậy 1.5 năm thì sau đó em có quen một người. Cũng được gần năm, hơn 2 năm. Nhưng mà thấy hai gia đình không phù hợp á. Thì sau đó là đồng ý là giải thoát cho nhau một người đi một đường. Chỉ vì hai gia đình không đồng ý thôi hả? Hay sao? Hai gia đình không đồng ý, với hai tính cách nó khác nhau. Lý do hai gia đình không đồng ý là gì em? Là tuổi tác này kia. Tuổi tác là sao? Không hợp tuổi hay là bạn ấy lớn tuổi hơn em hay như thế nào? Lớn tuổi hơn. Lớn hơn nhiều tuổi không? Lớn hơn 10 tuổi. Ồ. Nên là hai gia đình không cho. Là cũng từng đổ vỡ giống em hả? Dạ. Vậy là em cũng nghe lời mẹ luôn, gia đình luôn. Dạ không, nghĩ là em cũng khuyên nhưng mà bé đó thì phải nghe lời gia đình này bỏ em đi. Bạn kia lại bỏ em đi? Dạ. Người bạn gái đã lấy chồng chưa? Dạ em cũng chưa chị. Em còn giữ liên lạc với bạn đó không? Dạ. Em còn giữ liên lạc với bạn ấy không? Dạ có những tin hỏi. Chị thấy một cô gái ngồi dưới kia có phải người thân của em đi chung với em không? Dạ, đó là người mà chị làm ở trong xưởng luôn. Vậy hả? Chị làm trong xưởng luôn? Là dẫn đi khỏi không biết đường hả? Dạ. Dẫn đi khỏi không biết đường hả? Không, nghĩ là chị em mời đi chung với nhau cho nó vui. Chị có gia đình chưa? Có bồ chưa? Có rồi. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào? Em thì nói chung là một người biết hiểu chuyện nhiều công việc, cái là được rồi chứ không cần ngoại hình nữa. Thì không mập lắm, cái chân ốm ốm tí. Em thì hơi ốm đúng không? Dạ, em thì ốm. Mất 68 mà có 50 kg là quá ốm rồi đúng không? Dạ. Rồi tuổi tác giờ có quan trọng không? Dạ, thì bây giờ tuổi tác thì nói chung là ngang tuổi cũng được. Lớn tuổi hơn được không? Lớn tuổi hơn 2-3 tuổi thôi, nhưng mà lớn tuổi quá thì lớn quá gia đình trợ lên phản đối đúng không? Rồi lập gia đình và ly hôn có con thì được không? Dạ. Bạn ấy đã từng ly hôn và đang nuôi con được không? Dạ được. Có điểm gì em không thích bạn ở bạn gái không? Điểm mà nếu mà cứ công việc của em hay đi ra ngoài gặp khách này kia thì em không thích là về là game tour này kia. Nói chung là công việc là phải đi này kia chứ không ở nhà biết được với vợ với con. Em chỉ cần một người hiểu được công việc của em là phải đi này đi kia, đi hết tỉnh này qua tỉnh khác vậy đó. Thôi tức là không game, không kiểm soát đúng không? Đúng rồi. Ok. Nói chung kiểm soát điện thoại cũng được, em cho kiểm, nhưng mà nói chung là đi đừng có game.
Ok, rồi cảm ơn Phương nhiều ha. Có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em nha. Dạ. Ừ, cảm ơn em.